Mày ơi, mày đâu? Làm sao? Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với Tường Vi Vlog nha mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, đây là Milu đây mọi người này. Hôm qua thì làm bẹp một chỗ, hôm nay thì tỉnh bơ rồi. Đúng rồi. Cũng rất may là hôm qua lúc ấy là Bành cũng phát hiện ra kịp mọi người. Không thì hỏng bét. Đấy, anh Milu rồi thôi. Tôi mang máy đi. Nào khỏe chưa? Ê, hôm nay liếm lác các kiểu xuống nhật. Thật ra là một con rắn hổ mang cắn thì chữa thì nói chung là nó cũng, nếu mà biết thì nó đơn giản, quan trọng là mình phát hiện ra sớm hay muộn mọi người. Chứ còn nếu mà muộn thì cũng không cứu được. Nói thật mọi người một câu, thế muộn thì cũng không cứu được. Còn cái cây thuốc mình chuyên sử dụng để cho uống khi gặp rắn hổ mang cắn ấy, nó là một cây bạch chỉ lam đấy mọi người nhé. Giã lấy cái củ của nó ra, ra cho lấy cái nước ấy. Khi giã, mình giã củ ra, giã lát ra, giã như cám luôn, thì mình sẽ lọc được một cái lượng nước để lấy để cho những con cún này uống khi gặp tai nạn mọi người. Tai nạn này là tai nạn rủi ro không mong muốn mọi người nhé. Nhiều người nói là người thì bảo là mang chó đi để đi săn, là mang chó đi thế loại kia, nhưng mọi người đấy là cái nghề của mình rồi. Mình đi săn thì mình phải có chó mới săn được tốt mọi người nhé. Cái nghề của mình rồi, không phải là mang chó đi để thế loại kia như mọi người, như một số người nghĩ mọi người. Cái nghề của mình đi săn là bắt buộc là phải có chó. Đấy. Còn mình nuôi chó nhằm mục đích là đi săn để kiếm thêm thu nhập, cũng như là kiếm được thu nhập thì mình cũng có ăn mà chó cũng có ăn nhé mọi người. Đấy, đây là Milu rồi. Milu đâu, chào khán giả đi nào. Hôm nay hôm qua thì giật dẹo, hôm nay thì tỉnh bơ. Hôm nay con đã khỏe à? Tỉnh không? Tỉnh chưa? Đấy, hôm nay mọi người thấy Milu khỏe chưa? Milu quá khỏe luôn. Hôm qua suýt mất đấy dụ nhỉ. Và xí toài. May là phát hiện ra kịp đấy mọi người. Hôm nay vẫn tăng động như hôm qua. Đấy. Hôm nay cái này soi chim rồi. Lấy ra xong rồi. Từ. Lại nói rồi đấy. Xấu hổ. Anh này anh hay soi chim lắm. Đúng không Milu? Hả? Đấy, Milu là một chú cún pitbull mà của C09 đã tặng cho mình nhé mọi người nhé. Milu à, đấy, mọi người thấy Milu có khỏe chứ? Ngồi xuống Milu, ngồi xuống. Đã ổn định rồi, và bảo Milu ơi, cho Milu đi lại một tí. À đấy, đấy thơm thơm tôm. Ui, ui à, ui à, ui, ui, ui làm gì ấy? Dèo à? Mày vừa mày ốm xong đã đòi đã háo gái hấp diêm. Diêm tôm. Đấy, diêm tôm à? À, hôm nay xin ạ. Đấy mọi người, hôm qua thì dạo đi không nổi, nhưng mà hôm nay khá là ok rồi mọi người nhé. Khỏe xong phát biết ngay. Milu. Milu. Như hôm qua bị thấy xong nay nhìn mặt nhìn có vẻ hiền hơn trước. Chắc Milu vẫn rất là tinh nghịch nhưng mà đến bây giờ thì rất là ổn rồi. Rất là hôm qua thì tưởng ỉu siêu tưởng toi chết đấy. Hôm nay mặt cũng không là vẫn chưa được tươi lắm. Thực ra cái rắn cắn này đưa thú y cũng thế thôi mọi người. Thú y thì người ta cũng chỉ thì không thể nào giải độc cho chó khi bị rắn cắn được mà. Ít trường hợp mà mang thú y mà khỏi lắm. Các cả bản thân con người mình cũng thế thôi. Đi bệnh viện thì người nào kịp thì sống, mà không kịp thì vẫn tai nạn bình thường. Cho nên là ở nhà cho uống thuốc là khỏi là ok lắm rồi mọi người. Hay là mày định ướp diêm cả anh Bành? Cảm ơn anh Bành đây nhỉ. Đấy đấy là nói chào mọi người này, chào mọi người đi. Cảm ơn anh Bành đã phát hiện ra đấy nhỉ. May thì sao hôm qua đi ra sư phụ định làm món rắn thì thế là hôm qua do mày mà thầy chó tao không được món rắn ăn đấy. Hôm nay sư phụ phải cho ăn bù nhá. Nó ngỏ đây là cái kim. Đấy mọi người, Milu rất là ok rồi.
Thì bây giờ mình đã cho Milu ăn bữa sáng mọi người ạ. Bây giờ mới được ăn cho ăn sáng ấy mọi người nhé. Ừ, con này ăn tham phải để em chia phần. Ai, mọi người này, khẩu phần ăn của Milu mỗi sáng ấy rất là ngon luôn. Ừ, phải cho ăn từng một quả một lít nước. Sơi ra nào. Sơi ra nào. Đây Su cho ăn, Su cầm cho ăn. Đây mọi người nhá, đây là trứng vịt lộn. Đây là mình sẽ cho Milu ăn. À, đây to. Ăn đây. Bây giờ. Ê, hôm nay liếm rồi. Bày đặt chứ. Mọi người ăn hồng thốc này. Ui hôm nay liếm gì. Đấy. Đấy. Ôi, đừng, ăn vào bát này không ăn vào bát, đừng tha ra. Ăn đi. Cứ thích tha ra. Đấy, nốt rồi. Mọi người rất là hay ăn luôn. Nói biết đấy. Đưa, đưa đây cho mình lấy cho. Và giữ Milu đi. Su lấy đi. Ê mọi người nhá, thì thực ra là cái khẩu phần ăn của Milu buổi sáng là nó sẽ có được 5 quả trứng vịt lộn mọi người. Vừa ăn một quả rồi bây giờ. Anh bày đang thèm đấy. Ngon luôn mọi người. Cái tiêu chuẩn của trứng chú cuốn nhà mình thì là 5 quả trứng vịt lộn buổi sáng. Buổi trưa Su lại cho ăn ức gà. Buổi trưa, buổi tối thì ăn ức gà mọi người nhé. Tay to đi ra, tay to đi ra nhé. Đây mọi người. Anh bảo tay to đi ra. Tay to đi ra, tôi mới ra. Tay to tôi mới ra, tí nữa cho ăn. Chúng mày ăn sau. Đấy, Milu đã tỉnh táo, cảm thấy rất là ok rồi mọi người. Trong cầm lên thì là nó ăn đi tôi ra nhà. Biết giờ. Đấy mọi người thấy chưa? Ăn luôn, đạp luôn. Nhưng mà chắc là hôm qua là bị cắn hơi đau, cho nên là hôm nay ăn chậm. Thường thường ngày nó ăn tay to ra ngoài. Ra ngoài không thì Milu nó cắn cho. Tí nữa rồi ăn, tay to rồi ăn. Tay to sáng ăn rồi gì? Tay to sáng được mấy quả ăn gì? Ăn tí, rồi thì thôi. Tí cho thêm quả nữa. Con này nó ốm nó ăn muộn hơn. Nó cuối. Này, mọi người nhìn tay to với tôm nó đang chầu gì à, hút cho quạt. Này, công môn rồi chú. Ăn rồi phải biết để phần người khác ăn chứ. Kia còn 4 quả kia tí nữa cho mũ đứa 2 quả. Bây giờ hôm nay ăn chậm hơn hôm qua. Hôm nay ăn chậm hơn mọi ngày. Đấy. Chắc như kiểu là vẫn còn ê ẩm ở mồm miệng đấy. Nhưng chú chiến binh của mình thì là cứ phải bồi bổ cho nó mà. Như hôm nọ mình có làm một cái video mà cho bữa ăn hàng ngày cho cún nhà mình ăn ấy. Thì mình cho ăn bằng cái ức gà công nghiệp, thịt gà công nghiệp ấy. Nhưng mình mua riêng cái ức để cho cún ăn mọi người. Thì cũng có nhiều người nói là người không có mà ăn hay là như nào đấy, thì đối với hoàn cảnh của từng người nó khác mọi người. Còn đối với mình nó khác. Mình nuôi con cún của mình để đi săn, nó làm việc cho mình thì mình phải nuôi nó. Mình phải nuôi nó chu đáo cũng như là một thành viên trong gia đình nhà mình mọi người. Bây giờ nó làm việc thì phải cho nó ăn đầy đủ chất để nó có thể là đầy đủ cái khả năng sức khỏe để phục vụ cho cái việc đi săn của mình mọi người nhé. Cho nên là nhiều người nói là người không có mà ăn thì cũng phải tùy từng trường hợp. Bây giờ con cún nó đi lao động vất vả, có khi còn lao động hết, lao động hơn cả cái người mà không được ăn luôn đấy mọi người. Lao động nói đến về cái ức gà công nghiệp 50-60 nghìn một cân gà. Thế bây giờ mình đi là ngay như đi lao động phổ thông, xích xô, taxi kia cũng còn được 200-300 nghìn một ngày. Thế không đi làm mà đòi có ăn thì làm gì có cái gì mà ăn. Thế con cún của mình nó đi làm này. Nó không phải đi làm. Nó phải đi làm mọi người. Nó phải đi săn, đi bắt. Nó phải đối diện với nguy hiểm thì mới kiếm được miếng cơm này cho chủ. Thì nó phải được bù đắp và xứng đáng ấy. Nên là mọi người cũng thông cảm vào cái vấn đề đấy nhé mọi người nhé. Đấy. Như bùn lớn ấy, nó còn phải trả giá bằng cả mạng sống của nó ấy. Chứ không phải là như mọi người nghĩ bảo là cho ăn ngon thì ăn ngon cả người. Người cứ phân biệt là bảo là con chó là kiểu phải cho ăn được rồi cho chó ăn đấy. Nhưng mà thật ra nhà mình, hai vợ chồng mình hay là mọi người cho kèm mình thế, cho ăn kể cả là những con tay to là những con chó kiến cũng thế, chứ không phải là cứ gì là chỉ cho những con này ăn như thế. Mà tất cả đều là mỗi con nó đều có một cái nhiệm vụ riêng, nó đều phải làm việc hết, đều phải lao động hết. Có làm thì mới có ăn chứ đúng không? Không làm mà đời có ăn thì chỉ đúng có ăn. Đúng rồi, đấy Milu làm mà phải có làm mà có ăn chứ. Nhiều người có những cái ý kiến này. Ê, mọi người. Trái chiều. Trái chiều.
đấy nha mọi người nhé, đây là hôm nay mình sẽ qua làm cái video để quay cho mọi người xem về cái sức khỏe, tình hình sức khỏe của Milu rất là ổn định rồi mọi người ạ. Thì mong mọi người cũng đăng ký kênh ủng hộ cho vợ mình tại kênh Tường Vy Vlog này nhé mọi người nhé. Milu khỏe ổn định rồi, thả ra cho Milu chơi cùng với Tôm với Tài To thôi nào. Đuổi gà đi chưa? Đấy đi đuổi gà, ta đánh. Ui ui làm gì đây? Đấy mọi người. Đấy nó lại mon men con mon men. Đấy. Milu chưa đến tuổi chứ. Milu chưa đến tuổi và chưa chị đòi. Đấy, mày hiếp anh Tay To đi. Tay To được mới được. Chưa đến tuổi cập kê mà. Đấy mọi người nhìn Milu rất là khỏe khoắn này mọi người nhá. Ổn định rất là khỏe khoắn luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho Milu vào trong chuồng của Milu mọi người nhá. Đấy. Khỏe luôn. Không là đuổi gà đấy. Milu đòi bắt camera. Milu. Đấy, thời tiết hôm nay rất là mưa gió mọi người ạ. Thì bây giờ mình cho Milu vào trong trong chuồng để cho Milu nghỉ ngơi tiếp nhé mọi người nhé. Thì hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo tại kênh Tường Vy Vlog cho mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé.